chào tất cả mọi người. Tôi là Phước Sích. Và hôm nay rất thú vị khi gặp được một người em. Đây, bạn tên Quang. Quang hôm nay mang tới cho mình tình cờ không biết lý do như thế nào mang tới cho mình cây kèn rất là độc, đẹp. Nhìn lại nữa, hiệu này tên là hiệu gì đó? Zibao của Trung Quốc hả? Và thật sự đôi khi có những thứ mà mình nghĩ là Trung Quốc là dở, Trung Quốc là thế này kia, nhưng mà đôi khi nó ngoài cái suy nghĩ của mình. Vì như các bạn biết, có những cái thương hiệu Trung Quốc nó nổi tiếng trên cả thế giới. Và mặt khác, thật ra theo tôi nghĩ và tôi thấy được rằng ở Trung Quốc nó làm được tất cả mọi thứ. Quan trọng là cái tiền mà bạn bỏ ra cho cái sản phẩm đó là bao nhiêu thôi. Theo tôi được biết, những cái vi mạch, những cái thứ mà cả thế giới, những cái người mà họ, những cái thương hiệu rất nổi tiếng, họ đặt hàng bên Trung Quốc, nó làm chất lượng rất tốt. Điển hình như iPhone, điển hình như những cái gì mà nhất thế giới, bây giờ Trung Quốc cũng làm được. Chẳng qua là hiện tại ở Việt Nam, cái chi phí mà các bạn bỏ ra quá ít để mua một cái sản phẩm đó. Thì về mặt sản xuất, mình cũng là người sản xuất, mình thấy ngon, bổ, chất lượng, đủ thứ hết. Nhưng mà lẽ nó lấy đâu ra, đúng không ạ? Hôm nay tình cờ gặp bạn Quang ở đây. Và cái không gian rất là lý tưởng thế này. Hôm nay Quang sẽ thử cho mình với cái cây kèn Trung Quốc này xem nó như thế nào. Và theo tôi nghĩ là nó sẽ xóa bỏ đi cái tư duy, cái mà mọi người đều nghĩ về một cây kèn Trung Quốc. Ok không? Lấy ra thử đi. Trong cái hộp này nó có cái gì? Nó chỉ có dăm thôi. Cổ kia này, đánh vô. Xài dăm số 3 nữa ha. Dữ quá. Những cây kèn Trung Quốc thì bên ngoài hộp của nó, dây đeo lấy ra. Hộp của nó chỉ có những cái, nó là hộp nhựa thôi. Mà bản thân hộp nhựa này mình nhìn nó cũng đẹp. Nhưng mà rõ ràng quan trọng là cái chất lượng của nó. Như cái cây này, theo cái này là mua mới là tầm bao nhiêu? Khoảng 6 triệu mấy, 7 triệu. À, 6, 7 triệu gì đó. Nhưng mà theo tôi thấy từ trước giờ về mặt mà về kèn Trung Quốc thì hầu như là khi mà mình mua kèn mình thử thì phải test, mua một cái kèn phải test, bởi vì cái chất lượng của nó không có đồng đều. Xua với các bạn luôn, nó không có đồng đều thì chắc chắn là các bạn phải test nó, phải thử nó. Và thật sự như cái cây 6-7 triệu này mà ở bên Trung Quốc họ xuất qua Việt Nam thì lúc cái giá mà giá nét, giá mà xuất khẩu qua thì không biết là bao nhiêu, chắc chắn là thấp chứ không có cao. Cho nên nếu mà các bạn chọn một cây kèn Trung Quốc thì tôi khuyên các bạn nên thử trước, test trước xem coi cái âm thanh của nó như thế nào, nó có tiếng của nó đều hay không, nó có kín hay không, và đặc biệt là nó có bị chinh, bị phô hay không. Thì tốt nhất là các bạn phải thử trước. Tôi không có, giống như là mình, cái mặt hàng nào nó có cái giá trị của nó. Đôi khi là mọi người mua online trên mạng, khi đem về nhà thì nó bị hụt hẫng. Và rất nhiều trường hợp rồi, mua online xong về nhà không xài được, rồi lức họa bản thân, rồi mình lúc đó mình có cái quan điểm tiêu cực khi mà mình mua online. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà đối với những cái hàng mà không biết chất lượng như thế nào thì các bạn hãy nên thử trước khi mua là ok nhất. Tôi quên là như vậy. Và sau khi nói chuyện thì bạn Quang đã lắp được kèn, thổi cho anh em nghe bài đó. Thank you.
không có được những cái tiếng hậu như những cái kèn gồ, những cái kèn có thương hiệu như là Yamaha, Yanagishiga, Yishiwa hay là những cái kèn Pháp, những cái kèn cái kèn Pháp thì rõ ràng rồi, bởi vì nó cái những cái chi tiết và cái giá tiền của nó tối giản đi những cái thứ đó thì nó sẽ không có được như những cái kèn nổi tiếng khác. Nhưng nếu mà dùng cây này để có thể mà mình vừa tập mà có thể đi làm thì cũng chẳng vấn đề gì. Đối với cho những cái bạn mà mới làm quen, hay là các bạn mới chơi cần có một cái kèn mà nó kín, nó mới, thì đây cũng là một cái sự lựa chọn khá là ok. Mình như hồi nãy Quang nói là cây này nó được gì bên quân đội gì đó nó đọc trên cái tiểu sử của nó thì là nó được quân đội nhân dân Trung Hoa chọn nó là cái nhà sản xuất kèn đồng, kèn quân đội, dành cho quân đội. Hy vọng Việt Nam mình có cái nhà sản xuất kèn đồng dành cho quân đội Việt Nam không? Quân đội bên Việt Nam thì quân đội hình như không có nhiều, bên ngành công an thì có, ngành công an thì có nhiều. Vậy thì nó rõ ràng là cái thương hiệu này là cái thương hiệu mà nó có tên tuổi rồi của Trung Quốc, đúng không? Nhưng mà về khi mà thấy là về những cái nước si của nó chắc chắn là sẽ không bền. Nhìn nó không có được sắc nét thôi. Đúng xác. Đó. Nước si của nó. Nhưng mà còn về cấu trúc, về cái độ không có độ trên phô. Thứ hai nữa là những cái phím bấm như thế này thì họ tối giản những cái thứ này để cho ít tiền, để cho cái số tiền nó sẽ giảm xuống. Cái sạc hư thì nó là bằng nhựa hả? Nhựa. À, bằng nhựa. Những cái nút nhựa. Thì đây cũng là một sự lựa chọn. Giờ chúng ta sẽ quay sang test cái cao độ của cây kèn này xem nó như thế nào nha. Giờ tôi có cái phần mềm tuner của iPhone này. Bấm vô. Đó. Rất là nhạy không? Nó sẽ thu vô cái mic này và nó sẽ chỉnh cao độ tùy theo. Nếu mà nó vô màu xanh thì tiếng kèn nó chuẩn. Rồi. Duy thử cho mọi người xem. Thử đi, thử. Mì phải không?
nghe nó xì giang ở của trên piano nha mọi người. Son thắng. Thôi. Ok. Này. Vừa nãy đang gọi ngon thì có điện thoại cho nên phải ngưng lại. Bây giờ chúng ta sẽ làm lại nha. Rồi nốt son của cờ kèn bộ cao nha. Ok này. Rồi la. Son thăng. Ok này. La. Ok. Còn nằm trong cái khoảng xanh này, nó mình phải chỉnh môi thả chút xíu là ok à. Đô. Rồi, đô thăng. Rồi. Lên được nữa không? Mặt sắp đỏ rồi. Sắp tới đỉnh rồi. Cố lên, lên tới đỉnh đi. Tốt mai nha mọi người. Hết cỡ chưa? Hết rồi á. Bạn Quang này chơi được tới nốt ma ở trên cao luôn mọi người. Dữ không? Và sự thật là khi mà dùng cái thứ tuner này á, thì những cái nốt thấp á, thì nó có xu hướng là nó hơi thấp hơn. Bởi vì cái môi mình phải nhẹ ra chút xíu để cái tiếng kèn nó mềm mại. Nhưng khi mà lên nốt cao rồi á, nó có nhiều yếu tố để mà ảnh hưởng tới cái tuner này. Ví dụ như là bị mỏi môi thì nó cái kim của nó lật lên cao xíu, hoặc là khi mà lên cao thì phải mím chút xíu, phải mím xíu tùy theo cái cách ngậm nữa, thì nó cái xu hướng là nó hơi cao chút xíu. Cái đó là khi mà mình xông kèn là mình phải điều chỉnh. Nhưng mà về mặt cây kèn này, tương đối là mình cảm thấy về cao độ á, thì nó nằm trong khoảng 90% tới 95% là ok. Mình ở đây mình không có quảng cáo cho cây kèn, không có quảng cáo cho cái gì hết, nhưng mà vấn đề ở chỗ là đôi khi mọi người suy nghĩ là những cây kèn Trung Quốc thì nó dở. Thật sự là không hẳn như vậy. Với cái video này thì mình mới mọi người có thể xem được và mọi người tự nhận ra cho mình được lý do tại sao mà mình ghét Trung Quốc, lý do tại sao mình không xài kèn Trung Quốc. Bởi vì mọi người trả cái giá quá rẻ cho một cây kèn thì nó bản thân sẽ nhận về một cái giá trị tương xứng à. Đó là như vậy. Nếu mà một cây kèn Trung Quốc bạn đặt hàng nó, bạn bỏ ra 50 triệu bạn đặt một cây kèn Trung Quốc, thì mình nghĩ chất lượng của nó không có cái thua kém gì những cái hãng khác. Nếu mà trường hợp mà Trung Quốc nó không có thì mình xài cây Đài Loan, ví dụ như vậy. Fullmodel rất ok, hoặc là những cái Cannonball hay những cái thương hiệu mà của Đài Loan, nó cũng gần Trung Quốc thôi, nó cũng cùng một cái công nghệ đó ra. Thì tất cả các danh thủ thế giới họ đang có xu hướng, họ đang xài chuyển về cái những cái cây kèn của Đài Loan mà chất lượng ok, giá thành cũng ok đó. Thì hôm nay video này tôi đã review cho mọi người xem, và hãy theo tôi thì hãy ngưng cái quan điểm mà bảo thủ về cái việc mà những cây kèn Trung Quốc là những cây kèn dở.
vấn đề ở chỗ là bạn chưa chọn ra được cái cây kèn hay ở trong hàng tá những cây kèn Trung Quốc đó, vấn đề ở chỗ đó thôi. Và nếu mà các bạn có thể bạn chọn được may mắn, nếu mà được thì các bạn chọn được những cây kèn rất tốt, rất ưng ý, còn và giá rẻ nữa. Còn trường hợp đa số phần còn lại là hầu như là các bạn lấy về những cái mà nó bị lỗi, nó bị khô, nó có nhiều vấn đề về phần kỹ thuật nó xảy ra. Thì cái việc đó là cái việc lựa chọn của bạn. Khi mà bạn mua kèn thì bạn thấy đối với những cái cây mà bạn không có tin tưởng về chất lượng thì bạn hãy thử, bạn hãy kiểm tra hay bạn test. Còn trường hợp mà quan điểm, còn những cái quan điểm mà Trung Quốc là dở, Trung Quốc là dở, thì theo tôi nghĩ với cái video này thì bạn nên cân nhắc lại về cái vấn đề đó. Ok, rất vui khi được chia sẻ cho mọi người những cái thông tin bổ ích mà theo quan điểm của mình. Thì không biết là video này có hay không ạ, thì mọi người xin hãy comment, hãy bình luận bên dưới, và hãy nếu mà các bạn muốn xem được cái video tiếp theo của tôi sớm nhất và nhanh nhất thì hãy subscribe bên dưới để tôi có thể tôi đăng lên cái là mọi người xem được đầu tiên. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại.